Vâng, chào các bác và anh em. Chào mừng các bác và anh em quay trở lại với JK Audio. Và chúng em lại tiếp tục lên sóng một bộ combo karaoke test và kiểm tra cho anh Quang. Anh Quang anh ở ngõ số 1 Hoàng Mai, Hà Nội. Ok anh Quang. Với bộ combo này thì anh chỉ cần bỏ ra số tiền 10 triệu đồng chẵn, anh có thể sở hữu hai món. Đó là một chiếc đẩy liền vang công nghệ mới, bản được nâng cấp nhất hiện nay của WeWork, đó là KM1025 mã, và một cặp loa Pioneer F75 sở hữu dòng loa 3 đường tiếng này, một bát 30. Vâng, là một bát 30, một chung hai chép. Với cái dòng loa này sẽ là dòng loa 2 trong 1, chúng ta nghe nhạc và karaoke. Trước đây chúng em mới về, chúng em cũng giới thiệu rất là chuyên sâu về cái dòng loa này rồi, và chúng em cũng đã phối ghép rất là nhiều các dạng combo như thế này rồi, đi kèm một đẩy liền vang và một cặp loa như này. Nó khai thác được rất là tốt về cái hiệu năng của hai sản phẩm. Như đẩy liền vang của chúng em hiện nay đang về cái lô được nâng cấp cho phiên bản trước, với công suất được cải tiến lên 600W cho một kênh, và cái mức độ ổn định cũng như là tính năng, các tính năng thì hiện nay con KM1025 mã nâng cấp này chúng em đang rất là hot. Được trang bị đầy đủ như là cổng quang Bluetooth NB3 thẻ nhớ, và có màn hình LCD để hiển thị các vế như vế phải, vế trái, và đặc biệt con này có thể chỉnh delay được riêng biệt từng vế một. Các bác có thể nhìn đây, L đi đây và R đi đây, hai nút chỉnh ở đây. Và repeat, con này ba cổng cắm mic trước và sẽ không có cổng cắm mic sau nữa các bác nhé, nó hơi thiếu một cái vấn đề như vậy. Nhưng ngược lại thì nó lại được những cái ưu điểm như là nó xử lý chất âm rất là hay, vì nó được tích hợp mà cả đầu giải mã bên trong, hệ giải mã số nghe nhạc trên YouTube đấy. Ba phím béo này em đã giải thích các bác, nó sẽ có từng chức năng như Eco tổng này, Music này, và mic và Music. Dưới này chúng ta có thể chỉnh được mic tông bằng tông vít hay bút điện này. Bên này Music cũng vậy. Bên này delay repeat và to nhỏ của từng mic một, khe cắm USB. Và con này được trang bị thêm một cái mắt hồng ngoại để nhận cái về mốt thông minh. Chúng ta có thể mua về mốt thông minh bên ngoài và để khớp lại để điều khiển khi chúng ta nghe nhạc MP3 hoặc tăng giảm to nhỏ ở volume. Màn hình hiển thị đầy đủ thông số. Con này với công suất như thế này thì nó sẽ chơi được những cặp loa full 30 hoặc là những cặp 25, chúng ta sẽ đánh được hai cặp. Và cái sang con Pioneer F75 này, điển hình như bên này thì nó sẽ là một mặt cái căng lụa như thế này đấy. Và sang bên này thì em bỏ cái căng ra, các bác có thể nhìn thấy bát rất là đẹp. Bộ combo này thì giá minh bạch công khai luôn sẽ là 10 triệu đồng. Và trong cái bộ combo này thì bên chúng em sẽ tặng cho các bác theo một phần quà, đó một chiếc mic dây. Một chiếc mic dây như thế này. Một chiếc mic dây trị giá cũng đã lên đến mấy trăm ngàn rồi. Ok anh Quang nhé, và các bác và anh em, giờ em sẽ đi vào phần test cái khả năng trình diễn karaoke bộ combo này. Xin mời anh Quang và các bác và anh em cùng lắng nghe và thẩm định chất lượng của bộ combo này nhé. Chờ em một chút xíu, em sẽ cố định lại cái máy quay. Ok, em sẽ cố định được máy quay, em sẽ lên nhạc luôn. Và mọi chi tiết các bác và anh em có thể liên hệ cho chúng em theo hai số hotline đang hiển thị trên màn kia, đó là 096 388 9192 nhé các bác và anh em. Và sống được bao, ơ là quê đời sống không
thương ai. Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời, anh ơi ta sống được bao. Một chiếc đẩy lên vang cam và một ra mắt. Và hiện nay em đang sử dụng cái tính năng đó là bắt Bluetooth truyền dữ liệu giữa chiếc điện thoại và chiếc cam và 1000 ra mã anh Quang nhé. Và các bác và anh em có thể tham khảo những combo như thế này, cấu hình combo trên dưới 10 triệu đồng như thế này, có tại showroom công ty GK Trứng nhé. Nằm tại địa chỉ số 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và hai số hotline đó là 0963889192 và 0965503357. Vâng, em xin tạm dừng video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể các bác và anh nhé. Và xin hẹn gặp lại anh Quang vào một lát nữa, thì bên nhân viên kỹ thuật chúng em sẽ đưa sang những setup và lắp đặt cho anh nhé.